Vi ơi, 12 giờ rồi kìa mà chị còn ngủ ở trọng á. Em vô em kêu chị dậy đi. Thôi chị kêu đi. Nè. Rồi xuống ăn cơm đi chị. Hôm nay trời nắng nóng, mình cho chị mình ăn dưa hấu cho má. Chắc ngon lắm đây. Ăn dưa hấu trước đi chị, mát mà ngọt nữa. Được, cũng ok đấy. Ngon không vậy? Dưa hấu ngon không chị? Gì vậy? Tàn hả? Đúng rồi chị. Chết em quên dẹp.